Chào mừng bạn quay trở lại với channel của Phạm Thành Biên, và hôm nay là ngày đầu tuần. Chúc toàn thể anh chị nhà đầu tư có một tuần làm việc thật là hiệu quả và kiếm được thật nhiều tiền, đặc biệt là có một cuộc sống thật là vui vẻ và hạnh phúc. Ở trong cái bản tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng làm việc với nhau ở trên các cái phương diện như những cái bản tin trước. Đặc biệt là ở trong bản tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi sâu hơn để nhìn cái xu hướng tiếp theo của giá vàng đi về đâu. Nào, chúng ta cùng nhìn lên màn hình nào. Ở trên màn hình của quý anh chị đang theo dõi đây là cái cặp tỷ giá đô la index, và trong những cái bản tin trước đây tính toán và đã chỉ ra rằng cái khu vực quanh ngưỡng 95.6 này, 95.8 này là khu vực nó sẽ có tạo điểm kết thúc của thằng C đấy, đi từ T1 xuống L1 này, đi theo ba nhịp là A, B và C, và quanh cái ngưỡng 95.8 này nó kết thúc cái nhịp điều chỉnh của đồng đô la giảm. Thế vậy ngắn hạn thì có thể nó test lại một lần nữa, nhưng cái hướng chủ đạo của chỉ số sức mạnh đô la index là xu hướng tăng, và hai cái vùng giá mà nó sẽ tăng tới đầu tiên đó là vùng 97.8 và vùng 98.9. Đấy, vậy là gì? Xu hướng trong thời gian tới là của đồng đô la index là xu hướng tăng điểm trở lại. Thế vậy là khi đồng đô la index này tăng điểm trở lại thì có điều gì được diễn ra? Chúng ta cùng nhìn qua một chút liên quan đến thị trường dầu mỏ, cũng được gọi là thị trường vàng đen, xem cái điều này diễn ra, có điều gì diễn ra khi đồng đô la index có tăng trở lại, cái sức mạnh của nó sẽ tăng trở lại, làm cho thị trường hàng hóa, trong đó có giá dầu, nó có điều gì diễn biến. Là chúng ta cùng nhìn vào giá dầu nhé. Chào mừng anh chị, đây là cái giá dầu, đây là đồ thị giá dầu. Ở trong những bản tin trước thì tôi có phân tích chỉ ra rằng cái vùng quanh ngưỡng 36-37 đô la một thùng là cái vùng đó là vùng kết thúc của nhịp phục hồi, và thực tế cho thấy là vùng phục hồi nó còn lên cao hơn một chút, đó là đây, như ở trên đồ thị này, lên điểm cao nhất này, nó quanh ngưỡng tận 40, xấp xỉ 40 đô la một thùng, nhưng nó không tồn tại được lâu ở trên vùng này, nó chỉ ở quanh đây được 3 phiên thôi, và sau đó nó sẽ đã gãy trở lại và quay. Bây giờ giá hiện tại hiện nay nó đang là 35 đô la một thùng, và xu hướng giảm về tiếp theo là quanh ngưỡng 32 đô la một thùng. Tiếp theo đó, nếu như mà nó gãy qua, gãy trở lại cái ngưỡng 32.2 đô la một thùng thì về ngưỡng tiếp theo là 27,5 đô la một thùng, và cái vùng mua lý tưởng tôi vẫn nhận định từ rất nhiều phiên trước đó, đó là quanh ngưỡng là 20.3 đô la một thùng, là đây là vùng mua cực kỳ lý tưởng. Tất nhiên ở các cái vùng ví dụ như là 32.2 hoặc là vùng 27.5 này là cái vùng mà cho chúng ta có thể mua ngắn hạn được. Đấy, còn lại là ngắn hạn nữa là chúng ta sẽ chờ bán khống ở quanh ngưỡng 37,7 đô la một thùng này, là cái vùng này cho chúng ta tín hiệu bán khống để cho nó về một trong hai vùng dưới, và vùng sâu nhất có thể của cái nhịp này là quanh ngưỡng 20 đô la một thùng, và tại đây là cái vùng mà tôi cho rằng là điểm mua khá là tốt đó. Thế vậy là chúng ta cùng nhìn qua là cái thị trường đồng đô la index và thị trường vàng đen hay còn gọi là dầu mỏ. Thế vậy là thị trường giá vàng đi về đâu thì xin mời anh chị theo dõi phần thứ hai của chương trình. Ở bản tin trước thì tôi đã chia sẻ giá vàng trong nước ở quanh ngưỡng 48,5 đến 49 lượng triệu một lượng là cái vùng mà chúng ta sẽ không tham gia vào thị trường. Tôi liên tục nhắc khoảng cỡ 2 tháng nay rồi, cho nên câu trả lời ở trong video này, những anh chị em nào đã liên hệ với Phạm Thành Biên, đã hỏi Biên qua inbox, qua các mạng xã hội, thì một lần nữa tôi khẳng định là quanh ngưỡng 48,5 đến 49 triệu đồng một lượng là vùng không phải là vùng tham gia vào đầu tư của kim loại quý. Như vậy nếu như anh chị có lượng tiền nhàn rỗi thì có thể lựa chọn qua kênh gửi tiết kiệm ở trong ngân hàng ngắn hạn 3 đến 6 tháng, chờ cơ hội tốt hơn ở ngưỡng khoảng 43-44 triệu đồng một lượng, chúng ta cũng nên cân nhắc mua lại. Còn ở cái vùng 48,5 đến 49 triệu đồng một lượng là vùng đứng ngoài thị trường anh chị nhá. Nào, chúng ta cùng nhìn lên xem thị trường giá vàng quốc tế nó có điều gì diễn biến trong hôm nay và trong tuần này. Ở bản tin trước thì tôi có phân tích chia sẻ là nếu như giá nó phục hồi thì ngưỡng phục hồi tối đa lên tới 1.754 đô la một ao, và thực tế nó phục hồi được lên đến 1.745 thôi, và tại vùng đây nó đã tạo ra cái vùng gọi tạo vùng tạo đỉnh ngắn hạn, đó là vùng B. Thế vậy là từ kết thúc đấy, chúng ta nếu mà nhìn xa hơn là cái vùng này, nhìn xa hơn là khi điểm B lớn kết thúc thì giá bắt đầu chuyển động đi về điểm C, và điểm C tít ở tận dưới này đấy, các bạn lưu ý vùng C ở rất xa dưới này, và từ B đây đi chuyển động về C này nó diễn ra khoảng đâu khoảng tầm 2 tháng. Theo tính toán của tôi là khoảng 2 tháng. Và ngắn hạn hơn, bây giờ chúng ta sẽ cùng ngắn hạn hơn nhìn ở trong tuần này có điều gì diễn ra. Đây, đồ thị ngắn hạn hơn. Thế vậy là ngắn hạn hơn ở trong sáng ngày hôm nay, nếu ở tuần trước là tối thứ 6 tuần trước thì cái bản tin của chúng ta đã bán ở vùng 31.739 và rất tuyệt vời, và trong cái bản tin ngày hôm nay là đã take profit của cả hai ngưỡng take profit. Ở phiên cuối cùng của tuần trước đó là sáng thứ 6
Thì trước khi tôi đi du lịch thì tôi có đăng một cái bản tin lên trên channel Telegram. Nếu anh chị nào mà chưa biết channel này thì có thể tìm vào ở trên Telegram một cái channel có tên là như sau. Đây, các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là tin trading. Đấy, tin trading. Trên bản tin này thì tôi có đăng một cái tin vào lúc 7 giờ 46 phút sáng thứ sáu ngày 12 là cái lệnh bán ở 1739, cắt lỗ là 46 và take profit 1 ở 29, take profit 2 ở 24. Rất là tuyệt vời, cái bản tin này nó đã khớp lệnh vào trưa thứ sáu và sau đó là đến tối thứ sáu thì đã take profit ở gần gần take profit ở TP1, và sáng nay mở mở phiên sáng nay thì nó đã chốt lãi ở TP1 và sau đó đến bây giờ thì nó đã chốt lãi ở TP2 rồi. Và tuần này chúng ta xem có diễn biến gì tiếp theo, là chúng ta cùng nhìn lên màn hình. Các bạn nhìn thấy ở trên đồ thị của tôi đây thì là cái phần tuần trước đã khớp lệnh ở 1739 rồi và xu hướng chủ đạo bây giờ đang là xu hướng chuyển động giảm. Còn lại là ngắn hạn trong hôm nay và ngày mai thì tôi vẫn tính toán là có thể có nhịp phục hồi trở lại quanh ngưỡng 1734, sau đó từ 1734 nó sẽ chuyển động giảm về khu vực 1719 20 và gãy trở lại 1719 thì nó sẽ về vùng sâu hơn là 1711. Và nếu như gãy cái trendline màu trắng này, cái trendline neckline này, cả cụm bên này là vai trái, đây là đỉnh đầu và cả cụm bên này là vai phải, gãy lại lần này nữa. Neckline này nếu gãy lại thì nó sẽ gãy lại ở khu vực 1711 thì lúc đó nó sẽ chuyển động xuống rất sâu ở phía dưới này, có thể tìm đến cạnh kênh giảm song song mới này, cái kênh này. Đấy, điểm đi qua B và điểm đi qua B nhỏ này và nó xuống tận tít dưới này có rất là sâu, có thể là 1660. Đấy. Thế vậy là tuần này ở trong tuần này thì tôi vẫn nhận định thị trường là xu hướng giảm là chủ đạo khi đồng đô la index tăng trở lại. Thế vậy là cái điểm quay trở lại thị trường và cái phần vừa rồi tôi vừa trình bày có thể nó sẽ quay trở lại, test trở lại 1734 và từ đây bắt đầu thị trường đi vào nhịp giảm. Đặc biệt khi nó gãy trở lại ngưỡng 1711, lúc đó cái neckline màu trắng như thế này nó bị gãy và lúc đó nó sẽ đi xuống rất là sâu. Thế vậy anh chị em sẽ cập nhật liên tục những bản tin của tôi mà phát ở trên kênh này. Nếu anh chị em chưa đăng ký kênh của tôi thì làm ơn có thể đăng ký ở phía dưới để cập nhật được những bản tin mà khi mà tôi lên sóng anh chị có nhận được những thông tin mới nhất. Xin chúc tất cả nhà một tuần làm việc hiệu quả, thật nhiều năng lượng và kiếm được thật nhiều tiền. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những chia sẻ từ Phạm Thành Viên. Hãy bấm nút phía dưới, bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của Phạm Thành Viên. Sau đó bấm vào nút hình quả chuông. Vâng, bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất. Phạm Thành Viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.